soi kèo Chelsea với Real Madrid ngày 19 tháng 4, hy vọng nhỏ nhoi. Ngỡ như với bàn thắng vào lưới Brighton từ sớm ở vòng đấu vừa qua, thì Chelsea đã có thể tìm niềm vui chiến thắng đầu tiên cho mình dưới thời của huấn luyện viên Frank Lampard. Tuy nhiên, những gì đến với The Blues cũng chỉ tiếp tục là nỗi thất vọng khi mà đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã để thua ngược trước Brighton với tỷ số 1-2. Kết quả này không chỉ gần như chấm hết cơ hội chen chân vào top 5 của Chelsea, và nó còn khiến cho cả tập thể của họ không có được tinh thần thi đấu tốt nhất trước khi bước vào màn tái đấu lượt về với Real Madrid ở tứ kết Champions League mùa này. Với việc đang để cho đại diện của La Liga dẫn trước đến 2 bàn, thì nhiệm vụ của Chelsea ở trận lượt về không chỉ là một chiến thắng, mà phải là một trận đại thắng với cách biệt 3 bàn trở lên, thì đội bóng của huấn luyện viên Frank Lampard mới giành quyền đi tiếp. Còn trong trường hợp chiến thắng chỉ cách biệt 2 bàn, thì bấy nhiêu đó chỉ đủ để Chelsea đưa trận đấu quay về vạch xuất phát. Song, đó chỉ là những viễn cảnh tốt đẹp nhất mà người hâm mộ của The Blues có thể nghĩ ra, bởi để làm được điều đó lúc này đối với Chelsea không phải chuyện dễ, khi mà đối thủ ở bên kia chiến tuyến không chỉ vượt trội hơn rất nhiều về mặt đẳng cấp, mà nếu so về sự ổn định, thì thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard cũng không phải là cái tên được phép ngồi chung mâm với Real Madrid. Vì vậy, mặc dù ở trận đấu này chỉ đang xuất hiện kèo đồng banh ở tỷ lệ châu Á, nhưng thẳng thắn mà nói Chelsea sẽ không phải là nơi mà giới mộ điệu có thể đặt niềm tin trong trận đấu này. Về phía đội khách, với chiến thắng 2-0 trước Chelsea ở trận đấu lượt đi, thì hiện tại Real Madrid đang có cơ hội rất lớn để có lần thứ 3 liên tiếp góp mặt vào trận bán kết tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Với lợi thế rất lớn đó, thì chỉ cần đoàn quân của huấn luyện viên Ancelotti có trận hòa ở trận đấu lượt về, hoặc thậm chí để thua với cách biệt không quá một bàn, thì họ cũng sẽ là cái tên giành quyền đi tiếp mà thôi. Thế nhưng, thi đấu với việc cầm chừng để trông chờ vào một kết quả hòa chưa bao giờ là bản sắc của Real Madrid. Với niềm kiêu hãnh của một đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, thì mỗi khi ra sân thi đấu bầy kền kền trắng luôn khát khao giành lấy mọi chiến thắng. Vì vậy, mặc dù không được giới chuyên môn đánh giá quá cao trong trận đấu này, khi tỷ lệ châu Á chỉ đang dừng ở lại mức đồng banh, nhưng đây là trận đấu mà giới mộ điệu hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Real Madrid. Cần biết trong 4 trận sân khách đã qua tại Champions League mùa này, thì đại diện đến từ La Liga chỉ mới để thua duy nhất một trận trước RB Leipzig, còn lại họ có 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đó là chưa kể ở thời điểm hiện tại, thì đoàn quân của huấn luyện viên Ancelotti cũng không quá e ngại việc phải thi đấu xa nhà. Cụ thể, trong 7 trận sân khách gần nhất trên khắp mọi mặt trận, thì Real Madrid đã mang về cho mình đến 5 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua duy nhất một trận trước thiên địch của mình với cái tên Barcelona. Soi tỷ lệ tài xỉu Chelsea với Real Madrid. Với việc mục tiêu của Chelsea tại ngoại hạng Anh gần như đã ngã ngũ, thì gần con đường để Chelsea tham dự Champions League vào mùa sau chỉ là chức vô địch tại giải đấu lần này. Vì vậy, dù muốn dù không thì họ phải dốc toàn lực cho trận chiến vào đêm nay, với hy vọng sẽ tạo nên cơn địa chấn trước Real Madrid. Vì vậy, Chelsea bắt buộc sẽ là đội bóng nhập cuộc chủ động để hòng tìm kiếm 2 đến bàn gỡ, qua đó sẽ để lộ ra rất nhiều khoảng trống để Real Madrid có thể tìm kiếm bàn thắng. Nên với việc các sàn giải trí đang ở tỷ lệ tài xỉu cho trận đấu này ở mức 2.5, thì giới mộ điệu hoàn toàn có thể cân nhắc việc nằm tài trong trận đấu này. Bởi như đã nói, chơi phòng ngự chưa bao giờ là bản sắc của Real Madrid, và đây hứa hẹn sẽ là trận đấu đôi công mãn nhãn đến từ 2 đội. Soi tỷ lệ phạt góc Chelsea với Real Madrid. Lối chơi của Chelsea dưới thời của huấn luyện viên Frank Lampard đang ảnh hưởng rất nhiều về khả năng kiếm góc của đội bóng này, khi trong 3 trận đấu gần nhất thì họ chỉ mới mang về cho mình 13 quả góc. Còn nếu như chỉ tính trong 2 trận mới đây, thì Chelsea mới có vọn vẹn 5 quả góc. Qua đó có thể thấy lối chơi hiện tại của Chelsea đủ để cho thấy họ không còn là cái tên uy tín ở kèo góc. Trong khi đó, Real Madrid vẫn đang là cái tên sáng giá ở kèo này, khi mà cũng sau 3 trận đấu gần nhất thì họ đã có đến 18 quả góc, trung bình mỗi trận bầy kền kền có 6 quả góc. Vì vậy, dù vẫn chưa biết kết quả ở trận này sẽ về tài hay xỉu góc cả trận, nhưng Real Madrid hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng ở kèo chấp nửa trái góc. Đội hình ra sân dự kiến Chelsea với Real Madrid. Thành tích gần đây Chelsea với Real Madrid. Thành tích đối đầu Chelsea với Real Madrid. Dự đoán kết quả Chelsea với Real Madrid. Dự đoán tỷ số 1-2. Dự đoán tỷ lệ châu Á, Real Madrid đồng banh. Dự đoán tỷ lệ tài xỉu, tài 2.5. Dự đoán tỷ lệ phạt góc, xỉu góc 9.5, Real Madrid chấp nửa trái góc.